Mời quý vị và bà con theo dõi chuyên đề nông dân của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và bà con, phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh được coi là nhiệm vụ quan trọng luôn được cả cấp hội tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân. Với tầm quan trọng và sự cần thiết của phong trào này, thời gian qua đã có nhiều tổ chức cá nhân với sự tận tâm và nhiệt huyết đã tham gia lực lượng công an viên và xây dựng tổ an ninh nhân dân, cung cấp cho cơ quan công an, chính quyền địa phương hàng trăm nguồn tin có giá trị, qua đó góp phần giữ vững trật tự trị an, đảm bảo cuộc sống bình yên tại địa phương. Thủy Bằng, một xã có nhiều di tích lịch sử triều Nguyễn, nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo, các địa điểm du lịch tâm linh hàng năm thu hút nhiều lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan hành lễ. Nhận thức được tình hình tại địa bàn và được quan tâm chỉ đạo của chi bộ, đảng ủy và hội nông dân xã, chi hội thôn Cư Chảnh 1 đã được thành lập gồm 11 hội viên do ông Nguyễn Thức làm chi hội trưởng. Với nhiệm vụ tham gia để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa bàn thôn nói riêng và địa bàn xã nói chung. Qua nhiều năm đảm trách nhiệm vụ, ông Nguyễn Thức là tấm gương tiên phong, nhiệt huyết đi đầu trong các phong trào của hội tại địa phương. Ông và các hội viên trong chi hội của mình đã vận động các thanh niên độ tuổi 17 tham gia khảm tuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở thôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên đăng ký độ tuổi 17 đạt 100%. Thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự đạt và vượt chỉ tiêu trên giao và đều có đơn tình nguyện. Tôi vận động toàn thể hội viên và ngoài hội viên nói chung là như đoàn thanh niên, có số thanh niên ví dụ như là trước mắt là về nên các cái tệ nạn là nên bỏ cờ bạc số đề rồi là hút hít, cả điều đó là tôi cũng rất đồng viên. Có một thành nhiều thành phần cũng đã vượt qua cái điều đó là một điều đáng mừng, cố gắng xin cấp trên tạo cho người dân tạo nguồn vốn để làm ăn kinh doanh như chăn nuôi rồi là nuôi gà rồi trồng cây, nói chung là đủ mọi hình thức. Qua bao nhiêu năm thì tôi thấy những cái nắm gần lại đấy thì thấy cái thành quả đó có khởi sắc, nói chung là hàng tổng có rất hiệu nghiệm. Bây giờ cụ thể có một số hộ là đã vượt nghèo mà chưa có hướng có thể làm giàu được, đó là một cái điều đáng mừng. Là một địa phương với đặc điểm địa hình chủ yếu là vùng gò đồi, hội nông dân thôn Cư Chảnh 1 mà đứng đầu là ông Nguyễn Thức luôn xác định và vận động bà con hội viên tận dụng mọi nguồn lực, mọi khả năng để phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình. Lấy thế mạnh là địa thế vùng gò đồi. Từ đó, khuyến khích bà con hội viên xây dựng mô hình kinh tế gia trại, trồng trọt và chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài để từng bước vươn lên làm giàu. Một khi kinh tế của hội viên ổn định thì mọi hoạt động phong trào tại địa phương mới lớn mạnh và được nhân rộng. Nhận thức được điều này thông qua những buổi hội họp, những cuộc vận động tuyên truyền, bà con hội viên trong chi hội nông dân thôn Cư Chảnh 1 đã đồng lòng hưởng ứng một cách tự nguyện và nhiệt tình. Các phong trào hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, phát quang bụi rậm, trả lại đường thông hè thoáng, góp phần làm cho diện mạo địa phương ngày một xanh sạch đẹp. Ngoài những hoạt động góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Thức còn kết hợp với các chi tổ hội trên địa bàn phát động phong trào hũ gạo Bác Hồ nhằm vận động quyên góp gạo để giúp đỡ cho các gia đình hội viên và bà con nhân dân tại địa phương. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhân văn được đông đảo bà con hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Thì thực hiện hũ gạo này có nhiều mục đích. Cái mục đích thứ nhất là thực hiện cái chủ trương của Đảng là đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo là làm hồ đấy, mà hành động đó là không chỉ nói mà biến lấy việc làm chính đấy. Cái mục đích thứ hai tức là qua cái này á thì để mà dạy là góp phần là giáo dục con cái người trong gia đình cùng những anh em bạn bè rồi thì láng giềng là nâng cao ý thức tiết kiệm là cần và kiệm theo lời dạy của Bác. Và mục đích cuối cùng thứ ba nữa là khi mà có kết quả rồi thì là chúng tôi sẽ là nếu như trong thôn, trong chi hội mà có hội viên nào mà khó khăn về kinh tế, rồi thì gặp hoàn nạn, rồi thì những khi Tết đến mà thiếu gạo ăn thì chúng tôi sẽ vận động phụ gạo này ủng hộ họ để góp phần làm cho cuộc sống là có ổn định và vui tươi hơn. Với sự nhiệt tình và tận tụy trong các hoạt động công tác hội, ông Nguyễn Thức là tấm gương để các hội viên học tập. Những đóng góp của ông xứng đáng được cả cấp ban ngành ghi nhận.
Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được Hội Nông dân tỉnh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Phong trào đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao. Phong tục tập quán lạc hậu của bà con nông dân vùng sâu vùng xa dần dần đã bị loại bỏ, các tai nạn xã hội bị đẩy lùi. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tổ chức hội, cơ sở điển hình trong công tác vận động hội viên nông dân tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới. Trở lại Vinh Hiền sẽ nhận thấy một diện mạo hoàn toàn mới. Công trình đường giao thông nông thôn được xây dựng vươn ra tận biển. Đường xá sạch sẽ, khang trang, điện chiếu sáng được đầu tư lắp đặt. Đời sống kinh tế của bà con nông dân khởi sắc. Một diện mạo mới năng động của một xã vùng ven đã về đích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Để có được thành quả trên là công sức của toàn thể cả cấp ban ngành. Trong đó, vai trò Hội Nông dân xã là rất quan trọng. Nhờ thực hiện tổ công tác vận động nông dân và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Những năm qua, các hộ nông dân đã thực hiện tổ nhiệm vụ xã hội hóa, cùng với chính quyền địa phương đóng góp tiền của và ngày công, chung tay xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng các tuyến đường giao thông, liên thôn, liên xóm. Nhà nước hỗ trợ vật liệu, nhân dân đóng góp tiền hàng tỷ đồng và hơn 3.000 ngày công, hiện đất 12.000 mét vuông để xây dựng 9 km đường bê tông nông thôn. Tinh thần bà con rất cao. Nếu mà mình đi từng nhà mình nói cái là bà con ư liền là tinh thần rất cao cả. Và bà con ư để mà chủ trì hội làm. Nói chung là cũng là nhờ số anh em ở xa, vậy là huy động anh em ở trong thôn xóm, về nông dân huy động á là có thể là được 45 triệu. Vậy là nhà nước có cho xi, rồi bắt đầu anh em bỏ công ra làm, đã hoàn thành cái đường hôm nay. Đặc biệt, hội viên và nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 600 triệu đồng để xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường liên thôn, liên xóm. Hiện mỗi hộ tự nguyện đóng góp từ 10.000 đến 20.000 đồng một tháng để trả tiền điện hàng tháng. Đồng thời, phối hợp trồng cây xanh và vận động bà con hội viên tích cực tham gia ngày Chủ nhật xanh tại các thôn xóm, góp phần làm sạch nhà, sạch ngõ, sạch xóm. Với lợi thế là một xã ven biển, kinh tế của bà con hội viên nông dân bám sát những thuận lợi về mặt địa hình. Kinh tế biển vẫn là hướng mũi nhọn chủ lực giúp bà con nơi đây phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các mô hình như nuôi cá lồng ven biển, nuôi tôm thẻ được bà con đầu tư thả nuôi với nhiều con giống chất lượng, giá thành ổn định, mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho bà con. Bên cạnh những lợi thế kinh tế vốn có của địa phương, các ngành nghề công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng đã bắt đầu hình thành và phát triển mạnh. Qua đó, mở ra cơ hội giải quyết nguồn lao động tại địa phương, góp phần giúp đời sống bà con hội viên từng bước ổn định. Vinh Hiền là một trong những cái đơn vị có cái nguồn lao động rất là dồi dào, đặc biệt trong đó rất là nhiều ngành, nhiều nghề. Và để phát huy cái nguồn lực những lao động tại chỗ thì Hội Nông dân cũng trong đó là một trong những cái thành phần chính, đặc biệt là hội cũng đã chủ công là vận động bà con, đặc biệt là tranh thủ các nguồn vốn cấp trên cũng giống như nguồn lực tài sản có của bà con nông dân để đầu tư sản xuất kinh doanh. Một số mô hình cũng mang lại hiệu quả. Qua đó, từ các cái mô hình đó đem lại hiệu quả của nông dân hỗ trợ thì đem lại hiệu quả. Trong cái đó bà con cũng thấy như vậy là thiết thực và cũng hỗ trợ ngược trở lại, đóng góp vào các phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa phương, đặc biệt là hỗ trợ ngày công rồi cũng giống như thứ là tiền để xây dựng các cái tuyến đường đặc thù rồi các công trình phúc lợi xã hội khác, cũng giống như là các cái hệ thống điện chiếu sáng do nông dân đảm trách, các cái phong trào khác của địa phương phát động. Nhờ làm tổ công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp hội viên và nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, theo tinh thần người dân phát huy vai trò là người chủ của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình Nông dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.